kênh tin giải trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái nhé. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cùng vợ cũ tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái. Cách đây ít giờ, con gái của Kim Tử Long với vợ hai là Hoàng Gia Linh đã đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 20 cùng gia đình và bạn bè. Hoàng Gia Linh có tên ở nhà là Xuân My, sinh năm 2000, là cháu ruột gọi danh thủ Hồng Sơn là bác và có mẹ là Cẩm Tú. Hiện con gái cùng Hoàng Cải Lương đang học tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng giúp cha quản lý một cửa hàng ăn uống. Nhan sắc của cô nàng nhận cơn mưa lời khen vì quá xinh đẹp, không kém cạnh các hot girl khác. Tiệc sinh nhật của Hoàng Gia Linh được tổ chức tại nhà hàng của Kim Tử Long. Các anh chị em trong nhà đều đến dự đông đủ. Đáng chú ý hơn, Kim Tử Long đưa hai con trai cùng với người vợ hiện tại là nghệ sĩ Trinh Trinh tham dự tiệc. Trong bữa tiệc này, anh cũng hội ngộ cùng với vợ cũ là Cẩm Tú. Cả hai không ngồi chung bàn, như một cách giữ sự tế nhị cho nhau. Dù ở tuổi ngoài tứ tuần, nhưng chị Cẩm Tú vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Đây cũng là lần hiếm hoi Kim Tử Long hội ngộ vợ cũ sau nhiều năm ly hôn. Được biết, trong mỗi dịp sinh nhật của con gái, cả Kim Tử Long và vợ cũ đều hội ngộ tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Năm 32 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lên xe hòa với người vợ đầu tiên. Sau khi kết hôn, cặp đôi có một con gái chung là diễn viên Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca. Sau khi chia tay, người vợ đầu tiên của nam nghệ sĩ đang định cư ở nước ngoài. Người vợ thứ hai của Kim Tử Long là em gái của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, tên là Nguyễn Cẩm Tú. Sau khi kết hôn, cặp đôi có hai con gái chung là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Thế nhưng sau đó cả hai đã chia tay. Sau đó Kim Tử Long đã đi thêm bất nữa với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu ruột nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, chị họ của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân và cũng là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh và Xuân Yến. Hiện tại vợ chồng nam danh ca đã có hai cậu con trai là Hoàng Gia Khánh và Hoàng Gia Khiêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.